Nói đến văn hóa ẩm thực Việt Nam, không thể không nhắc đến trà, loại thảo dược độc đáo mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Bên ly trà tỏa hương, biết bao ý niệm về thế thái nhân tình, biết bao nguồn cơn của sáng tạo đã khởi sinh. Trong đời sống đương đại, trà và cách thưởng thức trà đã tiếp nối mạch nguồn văn hóa truyền thống để đồng hành cùng con người trong mỗi phút giây an lạc. Quý khán giả thân mến, những ngày Tết luôn mang đến một cảm giác thật đặc biệt. Đó là pha hòa giữa sự vui tươi, hứng khởi để bắt đầu một năm mới trong niềm hy vọng, nỗ lực, với những giây phút trầm tư, lắng động, nhìn lại một năm đã qua, những được mất, thăng trầm và những giá trị sống đích thực đang theo đuổi. Và bên tách trà tỏa hương thì những khoảnh khắc đó càng trở nên đặc biệt khó tả. Khó mà dùng ngôn từ để diễn tả hết bản sắc vi diệu của trà, bởi trà là tổng hòa của mọi giác quan và thật khác biệt ở mỗi người. Thế nhưng có thể hiểu bản chất của trà là thực, là đạo, là tỉnh thức, là sống trọn vẹn ngay trong hiện tại, bây giờ và ở đây. Anh đã lựa chọn gắn bó với cái công việc này từ bao lâu và tại sao chúng ta lại chọn trà là một cái thức uống để đồng hành và gắn bó lâu dài? Anh chọn cái trà này thì cho tới bây giờ thì cũng được hơn 3 năm rồi. Thì trước đây khi mà anh lựa chọn nó làm một cái thức uống lâu dài luôn, tại vì anh thấy bây giờ thế hệ trẻ của mình á, người ta thiếu, tức là người ta không có được những cái kiến thức đúng đắn về trà cho lắm. Nên người ta khi người ta nghĩ tới cái trà truyền thống á, người ta luôn nghĩ tới đó là một cái thức uống rất là đáng. Thứ hai là uống vào thì chắc chắn sẽ mất ngủ thôi. Và thứ ba thì cái trà mà pha như thế này chỉ có những người lớn tuổi người ta mới uống, còn người trẻ người ta không uống. Khi mà anh làm cái này, anh muốn thay đổi cái tư duy của người trẻ đi. Bởi vì anh biết trà là một cái thức uống rất là ngon, là một. Thứ hai là nó rất là tốt cho sức khỏe. Và cái dưỡng chất tốt đó thì ở cái cơ thể mình lúc nó còn trẻ thì nó hấp thụ mới tốt. Còn khi mình lớn rồi thì nó hấp thụ không được nhiều nữa. Cho nên từ lúc trẻ mình đã biết uống trà rồi thì nó rất là tốt cho sức khỏe của mình rồi. Thứ hai nó ngon mà, vì sao mà không muốn. Vậy với tư cách cũng là một người trẻ thì không biết trà nó có cái ý nghĩa như thế nào đối với cái bản thân của anh? Trà đối với bản thân của anh hay là, hoặc là đối với những bạn trẻ đã tới đây uống trà thì anh cảm thấy nhớ như thế này nè, là trà nó giúp cho những người mà họ cảm giác như là họ có một những cái trầm tư, những cái suy nghĩ ở trong người, tức là nó sẽ làm nổi bật, thức tỉnh lại cái nội tâm ở bên trong của họ. Và khi họ đã bắt đầu cảm nhận được cái vị của trà rồi thì họ sẽ cảm thấy tinh thần mình nó phấn chấn, nó thoải mái hơn. Còn đối với những bạn mà người ta sẽ quen với nhịp sống quá nhanh của xã hội thì cứ chạy đua theo cơm áo gạo tiền, nhưng mà khi tới quán mà ngồi uống một ấm trà, họ sẽ cảm thấy là cái tinh thần mình sẽ thanh thản hơn. Tức là trà nó sẽ giúp cho người ta trở nên thanh thản hơn khi uống vào. Và thứ hai đó là khi người ta uống trà vào, người ta sẽ có những cái ngạc nhiên. Bởi vì cái độ tuổi mà anh muốn hướng tới là những bạn trẻ kia. Mà những bạn trẻ uống trà thì rất là ngạc nhiên. Có nhiều bạn là không có uống nhiều trà đâu, không có biết uống trà, thậm chí nhiều bạn sợ trà nữa. Nhưng mà khi anh đã mời bạn, đã quyết định là uống một ấm trà ở quán rồi thì bạn sẽ thay đổi suy nghĩ hoàn toàn luôn. Là lúc đó mà anh cảm giác như là mình làm một cái việc gì đó đúng đắn, tức là hướng cho người trẻ hiểu về trà hơn, đồng thời nó góp phần cho cái văn hóa trà Việt Nam của mình nó sẽ phát triển lên hơn. Chứ ở các nước phương Đông thì hiện tại là em biết đó, là Trung Quốc là một cái nước phát triển trà rất là mạnh, tiếp theo là Đài Loan nè. Nhưng mà Việt Nam mình cũng là một cái nước phát triển trà rất là mạnh, nhưng mà mình lại mạnh về xuất khẩu thôi, chứ mình không có bán được nhiều ở trong nước, bởi vì người trẻ ở Việt Nam họ không có hiểu nhiều về trà đó. Và anh đang làm cái điều anh nghĩ là nó đúng đắn. Cảm ơn những chia sẻ của anh. Lặng lẽ ngồi bên chén trà, với bất kỳ tư thế nào đi chăng nữa, chúng ta có thể cảm nhận được trà là một người bạn chân tình. Hòa mình trong không khí của trà cũng như ta đang trở về những bài ca với tiết tấu âm điệu buông thả, lên xuống êm đềm, tự nhiên, hay những vần thơ ru diệu làm cho tâm hồn ta rung động khi cảm nhận cái hay, cái đẹp. Thưa quý vị, cùng thưởng trà với Quang Tuấn ngày hôm nay,
là tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thân, Phó trưởng khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng. Và chắc hẳn là thầy Thân sẽ có rất nhiều những câu chuyện để chia sẻ với chúng ta xung quanh tách trà ngày hôm nay. Thưa thầy Thân, không biết thì chén trà nó có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của người Việt ta, và đặc biệt là trong những dịp Tết đến xuân về ạ? Nói về trà của Việt Nam chúng ta, nó bây giờ nó đã có một cái tầng sâu văn hóa rồi. Trước hết là chúng ta thấy là nói về cái trà và chè thì nó gần như nó gắn bó một vòng đời người. Bây giờ chúng ta sẽ thấy là khi mà trẻ em sinh ra thì người ta đã dùng lá chè để tắm cho em bé được khỏe mạnh. Rồi là trong suốt cả cái thời gian sinh trưởng của con người thì chúng ta đều gắn bó với đại trà, với đại chè. Là bình thường là ngày thường là chúng ta dùng nước chè để chúng ta uống. Rồi trong những cái dịp lễ tiết là chúng ta cũng đều có chè hoặc là trà. Và đến khi mà chúng ta qua đời rồi thì sau này là cúng tế là cũng có nước trà. Như vậy là chúng ta thấy là cái trà đó nó gắn bó một cái vòng đời người như vậy. Và trong cái ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta thì chúng ta thấy có hai cái từ mà nó để chỉ cho một cái sự vật, đó là chè và trà. Thế thì cái từ trà thì nó thuộc về cái yếu tố là từ Hán Việt, còn cái từ chè thì chúng ta tạm gọi là nó thuộc về cái từ thuần Việt. Và cái từ chè thì nó cổ hơn cái từ trà. Như vậy cái điều này để khẳng định là gì? Cái chè ở Việt Nam chúng ta là nó đã có từ lâu đời. Và thực tế thì lịch sử người ta cũng đã tìm hiểu là từ cái thời trước cái văn lang Âu Lạc là người Việt cổ chúng ta đã biết sử dụng nước chè. Trà của người Việt chúng ta hiện nay nó cũng đã có sự tiếp nhận rất là nhiều của cái yếu tố của bên ngoài. Trà như hiện nay giới trẻ hay dùng đó là cái trà sữa, là những này cũng là nguyên liệu của nó cũng là từ trà. Và như vậy là chúng ta thấy là một cái quá trình nó biến đổi, nó thay đổi trà trong cái đời sống văn hóa người Việt Nam ta. Và gần như là cái trà là một cái yếu tố luôn luôn hiện diện trong cái đời sống người Việt chúng ta, không thể là không có được. Và đặc biệt như vậy là trong ngày Tết thì chúng ta phải luôn luôn là có cái chén trà để mà để mời khách trong cái dịp là đàm đạo trong ngày xuân. Vâng, vậy thì trong cuộc sống đương đại, những giờ phút tĩnh lặng bên chén trà có ý nghĩa như thế nào đối với tất cả chúng ta? Thì thường là chúng ta sẽ thấy là cái giữa cái yếu tố trà và rượu ấy, thì chúng ta sẽ có một sự so sánh. Thì thường người ta hay nói là trà nô mà tử tướng, có nghĩa là gì? Khi mà người ta uống rượu là người ta phải có cái tinh thần phấn chấn, hăng hái, giống như là tướng mà thắng trận trở về, là sẽ có người hầu, có cung nữ là rót rượu để mà chúc mừng. Nhưng mà ngược lại, uống trà thì người ta giống như là một cái gia nô, có là sẽ trở thành là chúng ta tự mình là pha trà cho mình, rồi là sẽ tìm trong một cái không gian cực kỳ là yên tĩnh. Và chính điều này chúng ta cũng đã thấy thường là trà nó hay gắn với yếu tố thiền. Và chúng ta thấy là trong cái cuộc sống đương đại hiện nay này, khi mà cuộc sống nó rất là vội vàng, ai cũng lo toan nhiều vấn đề, thì người ta luôn luôn tìm đến một cái góc trà thất mà nó cực kỳ yên tĩnh để người ta cân bằng lại cái trạng thái. Vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của thầy Nguyễn Hoàng Thân xung quanh câu chuyện chén trà ngày hôm nay. Với những giá trị đồng hành đó, trà không chỉ là thức uống thuộc về thì quá khứ hay của thế hệ đã qua và sắp qua. Bằng cách thức dung dị nhất, trà, đặc biệt là trà Việt, đã và đang được các bạn trẻ quan tâm, yêu thích. Uống trà mình rất là thích, thì cũng như là khác với uống cà phê hoặc là những nước uống hiện đại bây giờ như là trà sữa như các bạn trẻ hay uống, thì trà mang lại cho mình cảm giác rất là nhẹ nhàng. Khi mà mình đi với bạn của mình thì mình cảm thấy là thưởng thức trà và nói chuyện với bạn của mình. Thỉnh thoảng cũng có thể đi một mình thì mình cũng có thể suy nghĩ về những chuyện xảy ra trước đây hoặc là những gì đó về quá khứ, thì giống như là thời gian để bạn lắng động vậy. Ngoài là thức uống để thư giãn khiến cho con người trở nên vừa thung dung vừa sáng tạo, trà còn mở lối để ta tìm về với tâm ta. Uống trà để tâm hồn an nhàn thanh thản, tạm quên đi cái ồn ào náo nhiệt của phố thị, cái lo toan của cuộc sống. Tại thư phòng hay những góc tĩnh tại, uống được chén trà là diễn tả cả quá trình phong cách nghệ thuật sống, bao tâm huyết tinh túy, lịch lãm nhất của nội tại lẫn ngoại tại đều được phơi bày. Nơi ta trở lại là chính ta.
là người gắn bó và vận hành trà thất Bồ Đề Đạt Ma từ rất lâu, thì ngày hôm nay chú Siêu hẳn là sẽ có những chia sẻ với chúng ta xung quanh chén trà. Tại sao chú lại chọn trà là cái thức uống để mình gắn bó và đồng hành lâu dài? À, thì chú thấy trà thay những cái thức uống thì cũng có cái thức uống khi mà nó vừa bổ cho sức khỏe mà lại vừa bổ cho cái tâm của mình, tức là người ta gọi là bồi bổ cho thân tâm đó. Thì con thấy qua những khoa học chứng minh rồi, cái lượng vitamin trong trà thì nó có thể giúp cho chống lão hóa này, rồi tốt cho tim mạch, rồi cải thiện những cái trí não, rồi rất là rất nhiều lợi ích mà khoa học chứng minh. Thì bên cạnh đó, khi không bỏ thì không pha trà hay ngồi một trà thì cái tâm mình cũng lặng là, mình cũng không còn tức là ngoài thì câu không sao mà những cái lo lắng mình cũng quên mất. Dạ, vậy là giữa cái kỹ thuật pha trà và tâm thế tưởng trà thì chú nghĩ là cái nào quan trọng hơn? Theo chú nghĩ thì cái kỹ thuật cái nó quan trọng, nhưng mà cái tâm thế tưởng trà là quan trọng hơn. Cho dù cái kỹ thuật hay là con làm sao để cái ly trà mà món mạnh nữa, mà con ngồi uống với cái tâm trạng như là giận dữ rồi bất an rồi lo lắng nữa, thì thực ra cái ly trà này còn ngon mạnh, nó cũng còn ngon nữa. Nên chú nghĩ cái tâm thế tưởng trà nữa thì cũng quan trọng. Cái vị trà như thế nào là hợp với cái khẩu vị của chú nhất? À, chú thì là chú thích cái dòng trà của Hà Giang, tức là dòng trà nó không, nó sạch gần như là rất là sạch, vì nó thu hoạch từ những cái cây cổ thụ của rừng núi mà, chứ không có trồng có một cái thiệt thuộc men gì cả. Và khi mình uống thì con nhỏ giống như cái trà này cũng có cảm giác cái vị nó rất là núi rừng, nó rất là hay. Ngồi bên tách trà cùng với bạn hữu trong tâm bình an, nhẹ nhàng nâng chén nhấp từng ngụm, từ tốn của sự tỉnh thức và cẩn trọng, chúng ta sẽ cảm nhận được hương vị thanh ngọt thoát ra từ trà. Nếm vị trà là nếm vị thiên nhiên, nhất nước, nhì pha, tam trà, tứ ấm. Thế nên, tay chỉ dơ một chút, chén dính một chút với dầu mỡ là trà cũng tiêu biến hương vị. Uống trà không phải chỉ bằng kỹ năng mà còn bằng tâm hồn. Khi mà mình ra đây mình ngồi mình thư giãn này, đọc sách này, uống trà thì cảm giác là nó thoải mái hơn rất là nhiều và em enjoy được cái thời gian rảnh của mình. Còn nói về công dụng của trà thì không phải là em uống trà một cách thường xuyên mà em là chuyên về trà. Đơn giản chỉ vì là em bị dị ứng với bia rượu và những cái thức uống có đường này kia. Trà ủ đầy, nuôi dưỡng và đề cao sự tao nhã, nhẹ nhàng, thanh thoát, biểu lộ sự giản dị, chân thực, tinh khiết. Và không cần bối cảnh hay điều kiện xa hoa, nếu thưởng thức bằng chân tâm, trà cũng sẽ đem đến cho bạn đầy đủ các giá trị hòa, kính, tinh, mịch. Quý vị thân mến, ngày Tết với những phút giây tình yên và thư giãn với trà đã trở thành thú vui tao nhã của nhiều người. Và trong cuộc sống hối hả với nhiều chuyển biến bất ngờ, phút bình yên bên ly trà để nhìn lại, dặn lòng, vững tâm trở nên thật quý giá hơn bao giờ hết. Uống trà không phải chỉ là thưởng thức một món nước ngon, một hương vị độc đáo. Uống trà còn thưởng thức từng khoảnh khắc của cuộc sống trôi qua để ý nghĩa và thân thương, để biết trân trọng hơn những giờ phút đang sống và thực sự sống. Từ bao giờ, uống trà là mở ra câu chuyện từ cổ chí kim, từ đông sang tây, từ người đến đời. Ngôn từ không thanh âm và cái hòa ái dạt dào đầy tình thương của trà đã làm cho những con người xa lạ như đồng hương, đồng vị, để rồi đồng âm, chung một tiếng nói. Trở về với chính ta cũng là trở về với mọi người trong trạng thái đầy an bình và yêu thương bên tách trà tỏa hương.